Kêu tầng 4 về đêm nha. Bé của mình á. Đây 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 nè, đi. Đi lên. Ôi hồ bơi gì đi, mát quá trời quá đất. À, mát đảo quá. Ừ. Ừ. Xuống đây chơi đó. Tối xuống đây chơi cái đó. Và hồ bơi trẻ em nè. Hồ bơi hôm nay là trẻ em. Hồ bơi hôm nay người lớn. Ờ. À. Mát quá trời quá đất. Ừ, đi nè, Tín. Tín xuống chân ngựa nè. Rác đã quá. Về đêm nè. Chờ. Chung cũng nhiều căn sáng đèn nè. Rồi mát quá trời quá đất. Đây là hồ bơi của tầng 4 mình u với mà quá mát rồi. Buổi tối vậy đi. Đây có nhiều mấy căn ở đó, mới quay cho mọi người coi. Rồi. Alo nhà trên nè. Chú Giang Giang nè. Anh nhà bè. Bởi vì đêm đúng đẹp luôn. Đây thì tầng 4 view xuống. À, mỗi người xuống rồi à, đứng đây nhìn thấy trung tâm thành phố luôn nè, thấy chưa, giữa hồ bơ cầu đó chắc cầu ấy quá đó, trung tâm thành phố à, chớp à, tòa nhà cao nhất thành phố á, à, hai tòa bên đây chắc là Bitexco, tòa bên đây chắc là Landmark nè hả, rồi còn cái cầu đó cầu Phú Mỹ. Sau này view về hướng Phú Mỹ Hưng.
Đó, ở đây là Phú Thuận nè, cái chung cư ngay đây Phú Thuận nè. Thấy chưa? Đường tầng 40 số. Đây, giặt nước đảo chí nè. Đây cũng có nhiều căn sáng đèn. Xuống quá đã. Bên kia thì chưa xong. Ấp về chưa xong. Rồi. Rồi mình ra cái đoạn gần hơn. Thấy rõ nhặt nước không? Đi về sau nhà này. Đi về hồ cảnh quan rồi. Ra tiện ích. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.